chào tất cả mọi người. Đây là khu vực đài phun nước dài 150m, nằm ngay mặt tiền của đại lộ Tất Thành. Thì mọi người cũng có thể thấy đây là một cái đài nhận nước rất lớn với chiều ngang ở tại cái khu vực mà tôi đang đứng. Tôi đang đứng ở đây thì chiều ngang lên tới 20m và chiều dài tới 150m. Thì đây sẽ là một cái điểm nhấn của dự án The Arena Cam Ranh và thu hút toàn bộ mọi ánh nhìn của khách hàng và du khách, người dân địa phương đi ngang qua đường đại lộ Nguyễn Tất Thành cả ngày lẫn đêm. Và nhìn từ xa đó chính là tòa nhà tháp Lai đã cất nóc, và tất nhiên ở trước của các căn shop villa của dự án The Arena Cam Ranh sẽ là một khu vực đi bộ, quảng trường rất lớn. Và dĩ nhiên cũng không thể nào bỏ qua được và các căn shop villa tại vị trí mặt tiền này, với chiều ngang ở khu vực ngoài của hai khu vực S01 và S02 lên tới 50m. Thì các bạn cũng có thể thấy đây là một khu vực rất lớn và tạo thành một cái khu vực đón chào tất cả các du khách khi đi tới khu vực phố đi bộ rất là hoành tráng. Và bên phải của tôi là khu vực S02. Thì cái căn S02 và S04, S06 đang được hoàn thiện. Thì mọi người thấy có một điểm đặc biệt là các căn shop villa nó sẽ đi lên theo cái con đường này và đi ra tới cái khu vực quảng trường. Và từ quảng trường nó sẽ là có cái độ dốc đi ra ngoài biển. Bây giờ tôi sẽ đi xuống đây. Xuống đây. Mọi người có thể thấy đây là khu vực S01. Đây là căn villa, shop villa S0101 và căn villa S0202. Thì đây là vị trí rõ ràng, đây là một vị trí rất là đắc địa, nằm ngay mặt tiền của toàn bộ dự án The Arena Cam Ranh. Và tôi đứng ở vị trí này thì tôi cảm giác là đây sẽ là một cái vị trí tuyệt vời để cho tất cả các khách hàng hoặc khách du lịch tới phố đi bộ. Đây sẽ là vị trí đắc địa nhất. Và căn SV01-03 cũng là một vị trí rất đẹp. Và tất nhiên chúng ta sẽ có căn SV03-01. Đây là vị trí được đánh giá rất cao ở cái vị trí này. Thì toàn bộ ánh nhìn sẽ dồn vào cái vị trí của cái căn SV01-03-01 này. Đó là lý do tại sao căn này có giá tới 28.7 tỷ bao gồm VAT. Còn những cái vị trí còn lại thì quý vị cũng có thể thấy là cái căn SV khu vực SV02 cũng là một vị trí rất là tuyệt vời trong việc phát triển kinh doanh của các nhà đầu tư cũng như là khách thuê. Rồi tôi đang đi lên với vị trí ngay tại khu vực mặt tiền này là 51m và bên trong là 31m. Thì nghe thì có vẻ là nó không quá to, nhưng mà khi đến thực tế ở đây thì đây quả thực là một khoảng cách rất rộng và rất thoải mái cho tất cả khách du lịch đi vào khu vực phố đi bộ. Và với cái con đường ngay dọc ngay khu vực phố đi bộ lớn như thế này thì tôi nghĩ có con số là 5 cho tới 15.000 khách cùng một lúc cũng không phải là vấn đề. Cái căn shop đây là căn shop villa SV02, SV02-01, SV02-02, 03-04. Và tất nhiên điểm nhấn nữa ngay tại đầu trục của khu vực phố đi bộ thì tôi nghĩ đó là căn SV04-01. Và kế bên là căn SV04-02. Thì căn này đã được bán cho khách hàng. SV0401 vẫn còn ở đây. Đây là cơ hội cho tất cả anh em chúng ta